Ngày 21 tháng 12 năm 2023, đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, chủ trì buổi đối thoại với các hộ gia đình cá nhân tại các xóm Xuân Đãng 1, Xuân Đãng 2 và xóm Đông Hưng, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công để thực hiện các dự án liên quan đến đường du lịch Sông Công Núi Cốc. Dự buổi đối thoại có đại diện Phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các cơ quan chuyên môn thành phố, đại diện xã Bình Sơn và cán bộ xóm Xuân Đãng 1, Xuân Đãng 2, xóm Đông Hưng, xã Bình Sơn. Tại buổi đối thoại, đồng chí chủ trì hội nghị nêu mục đích, yêu cầu, nội dung đối thoại về các ý kiến kiến nghị phản ánh tại các đơn kiến nghị của các hộ gia đình cá nhân tại các xóm Xuân Đãng 1, 2, 3 và xóm Đông Hưng, xã Bình Sơn liên quan đến thu hồi đất để thực hiện 3 dự án: đường du lịch Sông Công Núi Cốc, dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch Sông Công Núi Cốc, khu số 1, khu số 2. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường nêu ý kiến, đường du lịch Sông Công Núi Cốc, dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch Sông Công Núi Cốc, khu số 1, khu số 2 đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Sau khi nghe các ý kiến của các thành phần tham gia đối thoại, đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công chủ trì hội nghị, thống nhất kết luận: việc triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục, chế độ chính sách quy định, các nội dung kiến nghị phản ánh của các hộ gia đình cá nhân tại các xóm nêu trên đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đối thoại, giải thích và trả lời bằng văn bản theo quy định, khẳng định rõ các căn cứ pháp lý, đề nghị các hộ gia đình cá nhân phối hợp để thực hiện dự án. Tại hội nghị, các hộ không có ý kiến thêm về nội dung đơn nêu. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể xã Bình Sơn, các xóm Xuân Đãng 1, Xuân Đãng 2 và xóm Đông Hưng tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình cá nhân đồng thuận phối hợp thực hiện dự án. Đối với một số nội dung các hộ dân có ý kiến tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn ra soát, trao đổi, thảo luận với các hộ.